Trước tình hình diễn biến phức tạp của mưa lũ, sáng nay, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã kiểm tra đôn đốc công tác phòng chống lụt bão tại thành phố Hưng Yên và huyện Kim Động, Khoai Châu. Đồng chí Trần Quốc Toàn đã kiểm tra tại kè Phú Hùng Cường, thành phố Hưng Yên, kè Phú Mỹ, xã Đức Hợp, huyện Kim Động, cụm kho vật tư phòng chống lụt bão Nghi Xuyên và trạm bơm Ninh Tập, xã Đại Tập, huyện Khoai Châu. Tại thời điểm kiểm tra, nước lũ từ thượng lưu vẫn tiếp tục dồn về, mực nước dâng cao. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp các ngành liên quan phải thường xuyên nắm bắt tình hình mưa lũ, xả lũ để kịp thời có phương án ứng phó hiệu quả, tránh bị động. Đồng chí yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Đê điều và các địa phương phải thực hiện việc canh gác đê theo cấp báo động, thường xuyên tuần tra phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố đê điều ngay từ giờ đầu, kiểm tra rà soát và chuẩn bị các loại vật tư, phương tiện, nhân lực theo phương án hộ đê, phòng chống thiên tai của địa phương và của ngành. Các địa phương tăng cường kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, nhất là các khu vực dân cư ngoài bãi sông, để từ đó chủ động đưa ra biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản, kiểm tra rà soát đảm bảo an toàn các tuyến đê bối, thông báo cho người dân khẩn trương kịp thời thu hoạch hoa màu, thủy sản ở ven sông, những nơi có khả năng ngập lụt. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương kiểm tra chặt chẽ hoạt động của các bến đò ngang sông, yêu cầu chủ các phương tiện phải chấp hành các điều kiện đảm bảo an toàn cho hành khách, kiên quyết đình chỉ hoạt động của những phương tiện không đủ điều kiện về an toàn theo quy định. Chúng ta phải xây dựng các phương án, một là cái phương án về di dân ngoài vùng bãi. Khi là có phương án rồi nhưng mà phải chi tiết hơn. Bây giờ tình huống như này thì chúng ta phải chi tiết hơn cái kịch bản hoa màu ngoài bãi, thì động viên nhân dân là chúng ta chủ động để làm sao thu hoạch, làm sao tránh cái thất thu về tài sản. Thứ hai đó là tăng cường kiểm tra lại cái bốn tại chỗ, đặc biệt cái vật tư vật liệu, lực lượng công an là phòng chống cứu nạn cứu hộ, chúng ta phải tăng cường để thực hiện cái này. Nếu có biến động gì thì chúng ta phải xử lý ngay.